Con xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Hương Mã Non nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay cha mẹ con với con ra đây để mà mình dọn lại cái vườn ổi của ông bà nội nha ông bà cô chú. Tại vì mắt ông nội con cũng mổ quá, cho nên thành ra giờ ông nội con không có đi làm được. Rồi vườn ổi thì hôm nay nó quá trời luôn rồi. Giờ cha mẹ con cứ ra đây dọn lại vườn ổi cho ông bà nội. Vườn ổi từ lúc ba mổ mắt nó già cả nhà, rồi không có săn sóc. Giống như mẹ thì cũng lo cho ba, rồi cũng lớn tuổi rồi, cũng không có đi vườn ốc liễu cũng vậy, cũng bận quay clip cho cả nhà xem hàng ngày luôn. Thì hôm nay thì mình cũng ra, mình giúp Cường cũng ra đây nè, dọn lại để cho giống như mình cũng tỉa đọ tỉa cành cho nó cả nhà, cho nó ra bông để mình có trái để mình bán. Chứ mình bỏ hoài vậy thì cái đọt mà nó gì là nó không ra bông nè, mình phải tỉa cho nó ra chồi này kia để có ba với mẹ có thu nhập để bỏ túi, mình mua gì mua trong tuổi già cả nhà, khi mua bánh mua trái cà phê này kia vậy đó. Dạ. Bữa nay thì Thái Huyền nó chắc chiều này bận học hơn bà cô chú, nên là không có đi theo chân cha mẹ được. Bà tỉa ổi với bà ít có tỉa nhánh lồng quá. Mình có dọn nhánh lồng. Cho nó chấm. Cho nó chấm mà nó mới thăm trời được. Dạ. Nó chấm ra cả nhà mình dọn trong đây nè, nếu mình dọn trong đây nếu mà nó chấm ra nó cũng đỡ sâu bọ nữa. Nó tùm quá, nó hơi sâu quá cha. Dạ. Tại vì trước kia mấy năm về trước ốc liễu cũng có vườn ổi, anh ra ốc liễu dọn, ốc liễu cũng biết ở cả nhà. Mình phải dọn hết phần cái nhánh lồng này nè, cho nó trong thân mẹ nó đâm chồi ra thì nó mới có bông nha, mình mới có mình bán hoài. Chứ như mình để nó thiên nhiên gì thì nó ít lắm, ít trái lắm. Dạ. Kiểu cái cây nó không nuôi dưỡng được hết á mẹ. Ờ. Cũng đi vườn thì cũng quay cho cô chú anh chị xem luôn. Thì cũng những công việc gì ở quê gia đình Út Cường sống sao để Út Cường quay vậy cả nhà. Ở quê mình thì mấy ngày nay thì cũng ảnh hưởng bão, thành ra cũng mưa gió dữ lắm cả nhà, thì cũng không có đi đâu được xa, hay là mình cũng không có săn bắt gì được nhiều. Tại vì mưa nhiều thì kênh rạch rồi mương vườn này kia thì rất là nước, rất là nhiều luôn. Mình không có làm gì mình bắt dính cá hết trơn. Dạ. Chỉ có mình đặt mấy cái lú này kia thì lú thì mình cũng đặt hoài à. Thì thôi mình cũng thời gian mình ra mình dọn lại vườn tựa, rồi mình về mình cũng làm bữa cơm rồi mình ăn với gia đình. Thì cùng mình cũng mong cả nhà đón nhận xem và ủng hộ cho Hương Mã Non nha. Khi nào mà đợi thời tiết nó sẽ ổn lại không bà cô chú thì gia đình con sẽ đi săn bắt được ha. Bây giờ đang vô bão với nước lớn quá. Với Út Cường cũng muốn quay cái gì để cho nó mới mẻ để cho cả nhà xem, đừng có bị chán nữa cả nhà. Như là đi săn bắt cũng cá với tép cái độ này kia có nhiêu hoài cũng chán quá. Dạ. Mình muốn quay cái cuộc sống hàng ngày gia đình sao thì Út Cường sẽ quay y chang gì đó cả nhà. Dạ, tháng 8 này thì đám cũng tới rồi, đám giỗ nhà Út Cường rồi nhà bà ngoại chứ. Thành ra mình cũng có dự định đi đâu thì mình cũng chưa đi được, mình đợi qua đợt đám này thì mình mới đi nha cả nhà. Có thể là qua đám thì Út Liễu với gia đình Út Liễu thì có thể mình đi đây đây đi đó để mình quay những cái cảnh nó mới mẻ hơn cho cả nhà xem. Phải đợi mình sắp xếp công việc được xong á ông bà cô chú, tại vì trong tháng này thì lu bu đám quá. Ổi mình rồi nè cả nhà, như mình dọn ổi, tuy là cái này nó không có nhánh thiệt nhưng mà có thể là cái nhà tốt ở vàng lá vàng quá. Dạ. Này sau này nó sẽ đâm những cái mục chồi ra đây nè, là nó sẽ cho mình ra bông ra. Dạ. Như nó đỡ bị sâu bọ rồi, con này con kia nít đó. Mình phải dọn cái chấm vườn cây cây ra mới được. Thì đây cũng là giống như là một cái công việc hàng ngày của bà con miền Tây vậy đó ông bà cô chú. Không chăm sóc lúa thì chăm sóc vườn ổi vườn xài. Vườn ổi này trước kia thì lúc ba chưa mổ mắt thì ba chăm sóc không mà. Ở Cường thì chỉ có quay clip thôi, ít có đi ra đây để mình quay vu vườn. Dạ. Mà giờ ba không có đi nữa, Ở Cường sẽ dọn lại. Rồi mẹ chỉ còn trái ổi rồi nè. Chở nè cả nhà. Ổi này lại sót nha. Sót rồi nha. Mình cắt sót rồi. Nước rồi cắt rồi còn lại nè. Không thấy á. Cái này nó bự. Để mình cắt. Cắt cái hồi đó mình về nhà mình ăn. Thì ba mẹ đồ chấm lại ăn với ớt. Dạ. Nè cho con nè đó. Cái ổi này nha bà cô chú. Ổi đó nó sắp sớt rồi nhưng mà nó ngọt lắm. Ổi như này ngọt. Ừ, ổi có ba ngọt. Dạ. Ông nội bị mắt đó rồi, ông nội không có ra chăm sóc cái vườn được.
ông nội nhà cũng nóng như một cái trời. Dưa leo chuột, dưa leo chuột, cái loại này là trái nó bị lớn nè, cái nó bự hơn chút đỉnh. Nóng quay con ăn thử nóng quay, nó thơm, có mùi dưa leo mình lắm. Dữ dội à. Xưa đi ruộng mà thấy trái này với trái nhãn lồng á, rồi dành nhau bẻ ăn. Mình sẽ bỏ những cái phần chồi thừa thải đó cả nhà, để nó hút cái dinh dưỡng của cái cây mình á, rồi cái cây mình nó sẽ không tốt. Nó cái này nó đâu có bông đâu, mình để nó hút dinh dưỡng của cây. Cảm ơn nó quay nữa giờ chứ mình tỉa xa lắm nha cả nhà. Dạ. Để quay đây để con đi qua bà để giữ xem. Clip rồi đó. Cái chỗ nãy mình làm ở đằng tuốt đằng kia đó ông bà cô chú. Ở nhà lỗi của người anh kế bên. Là cha của anh Ba Đốm đó, ông bà cô chú. Cái ổ nữ hoàng hả nè? Ừ, nữ hoàng trái cỏ này mình ăn chưa được nha. Nó còn xanh. Ở dưới đít nó còn xanh rồi đó. Nhưng mà có cái là nó giòn lắm nha. Dạ, nữ hoàng là cái dạng này, nếu mà cỏ này đó, mà mình ăn được nè. Dạ. Nếu mà cái này á mình ăn cái này nó có hậu ngọt chua chua, còn nếu mà như vậy á là ăn cái cháo nó sẽ bị cứng. Là con thấy ở đây bà con ở đây trồng giống ổi giống của nội không á mẹ? Ừ. Tại vì ổi này nó cho năng suất cao. Dạ. Cái trái ổi của nó là nó có cái ruột, mình cân nó có ký lắm, còn ổi nữ hoàng thì nó không có ruột. Dạ. Nó chỉ có được cái độ giòn không. Cái anh mà lái mà Út Cường mà dẫn đi mua bò á cả nhà, cũng có dịp đi ra này chơi, nãy rủ Út Cường đi uống cà phê. Thì Út Cường cũng có đi lại uống cà phê trong cái ảnh. Ảnh nói là ổi này nè em, ở trong ảnh bây giờ đó là bán là phí 15 ngàn. Ồ, có giá quá vậy cha. Rồi, mà căng ở ngoài vườn mình thì chỉ một ký có 6 ngàn. Dạ. mà tại chợ bán gần ký 15 ngàn cả nha. Còn ảnh nói dừa nạo thì tính không có trái bự. Một trái tính 10 ngàn tính tới. Một trái 10 ngàn hả? Một trái 10 ngàn là một chục là 120 ngàn. Rau này nấu cho chị Hòa, xương châu gì đó là. Thì ta nói đủ duyên là vậy đó cả nhà. Như anh em khán giả như vậy nè, những người anh, người cô, người chú ở ngoài nước ngoài, nước Úc, nước Mỹ, và thậm chí là anh chị từ Sài Gòn cũng thương mến mấy anh em dưới đây nè, cũng qua cái YouTube thôi cũng là cái duyên mà nhiều anh chị tìm đến chơi, thậm chí là vài ba lần luôn. Rồi hàng ngày thì cũng gọi điện này kia hỏi thăm gia đình này kia, cũng rất là cảm động luôn. Dạ, mấy anh chị ở Bến Tre nữa nè, điện cho Út Liễu, chạy Út Liễu ơi, chị gặp được Út Liễu. Dạ, chị Lon ở Bến Tre, điện cho Út Liễu hoài luôn đó, gặp Út Liễu mừng quá trời. Hồi nào cũng xem thường Mã Non ủng hộ gia đình Út Liễu cho anh xem luôn, quảng cáo luôn. Để cho Út Liễu có được quảng cáo để Út Liễu mới có thêm được cái thu nhập. Út Cường cũng cảm động lắm đó nha. Được, cô chú anh chị thương là vợ chồng Út Cường rất là vui nha. Nó là tình thương bến thương, mặc dù là không có phải là máu mủ ruột gà gì hết trơn á ông bà cô chú. Mình biết nhau qua cái YouTube vậy thôi nhưng mà rất là thương. Người cô chú thương Thảo Nguyên dữ lắm. Gọi điện này kia cho gặp Thảo Nguyên nói chuyện Thảo Nguyên như là anh Tấn Anh ở trên Sài Gòn á. Tấn Anh này cũng là tên Tấn Anh nhưng mà anh ở quận Nhất á. Dạ, cũng cùng quận Nhất. Cũng rất là thương gia đình Mã Non, anh cũng rất là thương Thảo Nguyên luôn. Cũng thường hay gọi điện này kia hỏi thăm gia đình Út Liễu hoài rồi đó nha. Cũng Út Liễu cũng cảm ơn rất nhiều. Anh tỉa ổi mà thấy là cái ổi nó sót cả nhà, cả ngoài thấy luôn cả nhà đó. Cả nhà thấy không? Cái ổi sót nữa mà cô chú. Cũng chiều á cả nhà, nãy giờ mình ra mình làm cũng 3 tiếng hồ rồi đó. Giờ mình chắc mình chuẩn bị mình vô để là nấu cơm cho ba mẹ rồi ăn nữa. Giờ mình qua mình bẻ vài cái ổi. Sót. Này đó là đúng không? Con quay tới không? Mẹ chỉ không cái trái à, thấy rồi mẹ. Đây nha ông bà cô chú, đây cái chảo nha. Mình bẻ về luôn. Về làm muối ớt cả nhà. Cây này là cái ổi nữ hoàng nè cả nhà, hết biết rồi. Trái này xong rồi, xóa Út Cường mới kiếm được trái nữ hoàng lớn. Dạ. Mà đi lại cái cây này, trái này mà lớn. Nữ hoàng như là bự lắm luôn á. Trời ơi nè, quá trời đẹp. Bà cô chú xem trái ổi nè. Này là do phải mình cắt xót nha bà cô chú. Dạ. Trái nó gãy nhánh luôn. Nữ hoàng nó gãy nhánh luôn. Đây bà cô chú. Nó bự quá, nó muốn gãy cái nhánh. Dạ, của cái trái ổi luôn. Thấy không? Đó. Đây. Một chùm như là nó cho ba trái như nè.
À, hồi đó ổi ba chồng á, cái nó cũng một số ổi cái nó bị chết á cả nhà, rồi Út Cường chiếc ổi nữ hoàng gian vô nè. Dạ. Cũng được, trong trong đây cũng được có mười mấy cây nữ hoàng nè, còn nhiêu ổi lê không à. Mình trồng xen kẽ hả cha? Mình trồng đó kiểu mà nó chết đó. Dạ. Rồi không có còn nhánh ổi kia trồng á, rồi cha mới cắt nữ hoàng trồng vô thêm. Dạ. Mình vô đây. Sau khi đi để ổi về, để Út Cường cũng ghé nhà anh ba nè, anh ba của Út Cường á, xin trái chua đủ. Đã tới không Cường? Không biết nè. Phải bắt cái ghế này nè, bắt cái ghế đi. Về ghé nhận anh để xin trái chua đủ về nấu canh ăn cả nhà. Không biết về bé tới không nữa. Thiếu một chút à? Thiếu một chút à? Chắc anh cũng có chèo á. Chèo gãy cái chua đủ người ta làm sao? Anh đâu có nhiêu ký rồi gãy. Anh có 70 ký à? Anh có 70 ký. Có chứ. Anh ơi, trái phía dưới chợ này cũng đỏ nè. Nè, em làm cầm. Em cầm thì em đâu quay được. Thảo Nguyên nó sợ chó hả nha. À, anh ta có mấy con chó cũng hơi sủa sủa nè. Cái này không nè? À, chó đó đó. Đúng rồi, chó đó. Chụp được không? Rồi. Vô cái sọ. Cả nhà thấy cây này cây gì không? Cây tùm vụa nha. Mình thì mình gọi là tùm vụa. Mình quê thì mình gọi vậy, nhưng mà đúng tên nó là chùm vụa. Trái chùm rụa, tại vì trái nó lòng thòng á, trái hầm hẩm nhiều lắm cả nhà. Mà anh ba nói là em vợ á ở ngoài Tây Bắc vô á, về á chơi rồi qua bẻ rồi, bẻ hết cái cưng đợt rồi. Cái này biết làm gì không? Bẻ về đâm ớt. Em bẻ về ăn bớt á. Em bẻ về cái em đâm cái em trộn đường ớt, đường ớt nước mắm vô. Rồi. Anh xin em ba cái bọc đi, anh bẻ về đùm cho về cho Thái Nguyên với Thảo Nguyên ăn. Tuổi thơ nó thì chắc nó chưa biết ăn trái này đó nha, nhưng mà tuổi thơ cỡ Út Liễu trái này ăn thường đó. Hồi xưa thì ăn mấy trái này nè. Cái loại tầm vượt này thì nó có hai loại nha, một loại ngọt và một loại chua. Có loại chua thì nó đeo trái rất là sai, nhưng trái nó không to. Còn cái loại ngọt thì trái nó thưa nhưng mà trái nó bự. Thì vậy chứ mình đâm tầm vượt này mình ăn còn ngon hơn me nữa đó anh. Nó ngon hơn. Ngon hơn me nhiều. Tại vì nó có cái hậu chua. Ừ. Me thì nó không chua bằng trái này đâu. Đâu bằng. Trái này chua dữ lắm. Cái tầm vượt này bữa nào mình bẻ tầm vượt này mình kho cá được không ta? Được, em nghĩ là được. Tại nó có chua nữa, tại vì nó có cái chất chua nè. Ở trên đó rồi cả nhà, trên đó nó đeo sai lắm kìa, mà cao quá. Mình không bẻ tới. Nãy đi có gặp anh ba ở ngoài ruộng á, anh gãy phân, có hỏi xin vô đủ á, anh đi vô bẻ đi, bởi vì nhà không ai nhả cho nó nha, vô mình bẻ. Thì sau khi cha mẹ con với con đi ngoài ruộng về đem bà cô chú, giờ mình về đây mình sẽ tiến hành làm món ăn nha. Mình về cũng có chuẩn bị con gà nè cả nhà. Sáng chào kìa, dọn cơm. Chào cả nhà nha. Chào ông bà có chú. Bữa nay ngày nào quay cái đầu cũng chảy bốn lưỡng hết nha. Ồ, luôn ra. Đẹp lắm. Đẹp cha dữ gì ta. Anh, nó không đỏ luôn hả? Nó không đỏ không? Nó hơi... Nói dịch ta. Nè, hôm nay bẻ của bác ba nè. Với cái tháng này á. Đó nè. Cái tháng này số đủ á, nó hơi hiếm. Nên dạ. Nó hết mùa vậy cả nhà, lúc này kiếm số đủ nó ít có lắm. Dạ. Dạ, trên quá. Cái này cũng có chuẩn bị con gà nè cả nhà. Nhưng mà bữa nay con gà này Út Liễu làm tới hai món rồi nha. Con gà mình chia làm hai nha bà cô chú. À, phần nửa thì mình hầm với siêu đủ. Còn phần nửa thì chắc mình phơi lâu găm cả nhà. Mấy ngày nay trời mưa mấy đống lâu găm của mình nó tốt quá chừng luôn. Không rồi, đi ra quay lâu găm con ở nhà mà Út Cường dắt hơi khéo Út Liễu nó là gà kho rau găm mà sao nghe sao bữa nay mới được thực hiện. Bữa nay chắc ăn mấy chén cơm đi không biết nữa. Ờ, bữa nay ăn no luôn. Bé đớm. Cái này gà này nấu sầu đủ với kho rau găm là ngon. Út Cường dọn ổi cho ba. Thì cũng được vẽ được gà cho ổi này cả nhà. Với anh ba vẽ được mấy cái nhiều để một hồi Út Cường sẽ làm những cái gì nha. Lần lượt này là Út Cường có bí quyết làm ngon lắm. Nó đỡ chua hay sao cha? Làm thôi không có mặt biết ra được đâu. Giấu hả? Nhưng bà cô chú ông bà cô chú đón xem cha con làm gì nha ông bà cô chú. Nó ăn các lô găm nhiều nha. Tạm khó này là lô găm nhiều á. Lấy đi ăn đi. Hết ba bụi ăn không hết. Ồ, cho cũng là đủ đỏ này cũng được ở đây. Làm ngon rồi nè. Vừa. Nó đỏ quá mình hầm ăn nó mềm lắm. Dạ.
Cũng dạ, lâu rồi ha, mình không ăn cái đũa hành đi. Mình chẻ ra rồi thôi mình rửa luôn đó nha. Cái này giờ ông bà cô chú thắc mắc là nghe tiếng ông nội, rồi ông nội đâu? Đây, để ông nội ngồi bên đây nè, ông bà cô chú. Tính để cho cháu đốm nó chào cho nó bự một chút. Bữa nay chảy cái đầu cũng đâu thua chị bé đốm đâu. Đầu hai ông cháu nè, ông bà cô chú. Chảy bông hớ luôn. Bông hớ luôn hả? Tính bé mèo ra đây nhóc cái chân luôn à. Bà cô chú xem nó bị giỡn như nhau ạ. Đó, ông bà cô chú xem giỡn với nhau tối ngày vậy đó. Banh bông ra, banh cái giường ra tôi đi nghe. Dễ thương đó mà cô chú, giờ về đây quen ở đây rồi, không có nhát gì hết trơn á. Nhà rau găm mình nè, quá trời luôn. Gà kho rau găm mình phải cắt rau găm cho thiệt là nhiều. Dạ. À, nó thơm, nó ngon dữ lắm. Quá trời lắm rau găm. Cắt hết bộ này không vậy? Cắt đi không, cắt nhiều nhiều. Để cho nó lên trở lại cho nó tốt cái nhà, nếu mà mình không ngăn là rau găm này nó lên nữa là nó bị cỏi. Dạ. Nó cắt gì đó, cắt đang cắt nó chạy vòng vòng nhau. Thôi cắt chúng gâu hết. Mà cô chú dàn con bé mèo đứng kế Thái Nguyên nữa nào mà cô chú. Gà có rau găm mày cái này thêm cả nhiều hồng vịt lộn nữa còn chưa hết lắm rau nữa cả nhà. Rồi, như rồi con. Để cho cắt này sát xuống bỏ đi nè nghe cho nó lên. Dạ. Mình đem vô mình lặt rồi mình rửa luôn. Rồi, con đem vô nhiêu đi. Hôm nay cha làm cái món tuổi thơ đó là cha đãi cho con nha. Đó là tùng dược này đâm ra, mình đâm ra bẻ hộp luôn nha cả nhà. Mình bỏ ít đường. Đó. Hôm nay đãi cho cái đốm rồi ăn thử cái món này coi nó ra làm sao nha. Nè món tuổi thơ của cha con nhưng mà cô chú giờ cha con sẽ làm lại cho mấy chị em rồi ăn. Tùm dụ nó cũng chua cho nên mình cũng cho pha khá được. Để mình cho miếng nước mắm vô. Mày mùi chịu hết nổi nữa. Ký ức tuổi thơ ùa về. Ok, thả chẳng ớt vô. Thắng Nguyên ăn cay được không? Được nha. Được thì là mà không được thì cha cho một trái. Còn nếu mà được á thì cha cho hai trái. Rồi, Thái Nguyên mình thường đâm ớt và đâm ba trái, bỏ bốn trái không đấy. Đặc biệt cái là hôm nay có rau găm nữa nha ông bà cô chú. Rau găm nữa. Rau găm mà mình ngắt vậy nè nó mới giò giò ngắt vậy nè mới ngon nha. Dạ. Còn nếu mà mình hết là nó hết á, nó không ngon không. Ồ, này rau găm còn nhiều miếng nữa đi. Lắm. Trông nhiều lên. Quá. Nữa nào ăn ngon thì nữa thì cha làm nữa nha con. Cái món này làm nó không có tốn tiền. Phi. Vậy? Món này phi. Phi. Món này miễn phí. Nhưng mà miễn này mình để cho thợ nó mới thấm được nha cả nhà. Cho nó thấm chút, nếu mà chưa thấm thì nó không được ngon không. Nó còn ăn chua. Mình sao ra cái này mình cho tỏi phi nè. Tỏi này từ ở nhà mình có phi sẵn á. Con đi ra đây. Thì có số gà nè, cái này mình chặt mình rửa, cái này là cái phần ức như thế nha, ức với thịt nè, thì mình sẽ kho rau găm, còn số xương thì chút xíu nữa cũng có làm chua đủ, mình sẽ cho đi. Đó, tỏ thêm nè, cho nó thêm cái thịt chặt, mình làm mình cũng rửa thịt nữa nha, mình chặt ra mình cũng rửa muối, mình để cho thịt là gói nè, mình cho vô đây nó cho vậy nha. Cho vô tí xíu nước màu thôi, kho rau găm thì nó kho đen thôi, mình kho chả á, nó kho nước màu tối một chút, cho vô ít nước mắm, xào đó, cho nó thấm cái gia vị, cho nó săn thịt gà, thịt lợi rồi mình mới đổ nước nha. Nước mình nó đã sôi cả nhà, cho những gia vị vô nha. Đây là còn cái số gà giò là với xương này cả nhà. À, bây giờ mình hầm nha. Với cánh rồi đó. Mình hầm mấy cái này để thành nó ngon hơn. Chào nấu hoàng nha bà cô chú. Nấu ổi với ớt. Chờ đợi cái nhà. Làm miếng ổi đi. Con sốt nhiều ăn cơm nhiều một chút. Cái này là cháo ổi nữ hoàng nè, cái nhà nãy ốc cần bẻ ngoài ruộng vô nè, cháo ổi nữ hoàng quá trời bự luôn mà nó trắng nè, cháo ổi này rất là ngon. À, nữ hoàng cái ruột nó nhỏ á cha. Cái ruột nó nhỏ xíu rồi con, cái vỏ nhiều. Dạ. Còn cái ổi cháo ổi của mình á thì cái ruột nó bự.
Đây, cái ổi này là cái ổi mình. Ổi ba mẹ ăn trước này đi. Ổi ổi lê. Ăn hỏi ăn cơm. Cho ổi lê cả nhà. Cho ổi lê. Tới mai đó. Thử hai ngon lắm. Ngon lắm, bữa nay chốt làm cho ăn đó. Cả nhà ăn tầm nhiều mà. Ngon. Mai cả nhà nha. Trở về tuổi thơ với gia đình mình nha. Vô chúng lắm. À, bà cô chú con coi cái ốc chậm gì nữa không? Được, cái này là có khô nữa. Em là có chấu. Đây, ổi luôn. Cái này mình có thêm cô cá lẹt đó cả nhà. Dạ. Chọn vô nó. Cái mỡ muối đó. Mỡ này nó mặn này. Cái này là phải đâm nguyên cái hộp luôn, mình phải đâm nát hộp. Mình đâm nát hộp thì nó mới ngon nè. Còn nếu mình đâm không nát hộp là nó ngon, nhưng mà cái đầm ruột này á cả nhà. Hồi xưa là Út Cường ưa cái trộn khô cá lẹp đó nha. Ăn với cơm mà ông đớp rồi không? Rất là ngon. Ừ, đớp ăn được, nhăn mặt rồi. Nhăn rồi hả? Mình mời cả nhà nha, ăn ngầm tầm vốt nha. Nó ăn chùi. Ông là nhăn ổi vậy? Ổi cho. Nó chua thì nó có chua, nó cay thì nó có cay, nhưng mà nó ngon. Nhưng mà cái tầm vốt này nè, mình mà đâm á, là ngay cái tầm vốt chua mới ngon. Mà tầm vốt ngọt là không ngon nha cả nhà. Dạ. Cái này mà cái tầm chuột này đâm kiểu như Út Cường này ha, rồi có cô cá đuối đập dập dập đưa vô ha, có con rượu đế đưa vô, rượu đế nó góp ra nó đầu đầm chè ba cấp nữa ha, thì còn gì bằng nữa, còn gì bằng nữa. Cô cá đuối này đập dập dập rồi xé bỏ vô trộn vô. Hồi xưa đâm gì cái khô cá lẹt cá xé trộn vô là ăn cơm mới đâu gì đó. Chua là mắc giật giật luôn á. Cay mới ngon. Nó ngon thiệt. Tại khi mình trộn vô ít vô ganh nè. Còn ăn một chua không? Mẹ ăn ổi không? Ổi này chín nhiều người cũng được. Ổi này mềm nè. Em ăn miếng nữ hoàng. Ăn người nói đây gà mình ổi nha, ổi chín. Con gà nó bự lắm, mình làm hai món ăn ăn cơm cho ngon. Không biết không nhà nổi vậy thôi, hỏi con ăn sao? Hôm nay em gọi là bằng chuông cả nhà. Mời cả nhà ăn nha. Cái món trái cây gì mình ăn sau bữa ăn mình ăn tráng miệng, còn món này mình phải ăn trước ở nhà đặng hồi mình sốt ruột ăn cơm. Dạ, ăn cho nhiều. Chỗ này chín luôn nè. Chín được, chỗ này ngồi một cách sốt luôn. Chỗ đó chơi lê hả cha? Ừ. Ổi lê. Cái nồi gà nó cũng sốt mềm rồi cả nhà. Càng ơm ngon quá ha. Giờ mình sẽ cho chua đủ vô nha. Mình cho hết cái phần chua đủ này vô luôn. Cái trái củ cải trắng hả? Củ cải trắng ở nhà cũng vậy. Dạ. Mình bỏ vô cho nó ngọt. Để nó cũng xốp à. Ăn chặt cho em với vườn. Cũng vậy nha. Lâu lắm mày không ăn đồ đủ này. Chứ đồ cờ đồ đủ mà em xào nấu canh cũng ngon ha. Xào mỡ. Tép rồi đó. Bữa nay lâu quá chẳng có bữa dừa đó đâu. Dạ. Chặt cái dừa này thì nạo rất là ngon. Đây. Anh đổ lên chú xem. Mình hầm thì mình cho cái dừa cho nó ngọt ở nhà. Còn mình nấu cá nấu canh chua thì mình không có xài nước dừa nữa. Lúc trước cũng xài rồi, nhiều cô chú cũng góp ý nói là tại vì nấu canh chua mình đem cho nó chua rồi, mình không có cần lấy cái nước ngọt chi. Dạ. Chỉ cần ngọt từ cá thì được rồi. Thành ra bây giờ nấu canh chua, nấu lẩu chua thử kiểu không có xài nước dừa nha. Nấu lẩu ngọt. Chứ hầm thịt thì mình sẽ xài. Dạ. Cũng như xài quá là kêu không gì? Lạm dụng nước dừa. Lạm dụng nước dừa. Nước dừa. Mình đi cô chú anh chị người ta ở thành á, người ta phải là mua trái dừa cũng mười mấy 20 ngàn. Ở đây Út Liễu có dừa nhà, Út Liễu cái nào đáng thì Út Liễu có xài, chỗ nào không đáng thì thôi. Thì mình cũng rút ra được cái kinh nghiệm mà từ nhà. Những cô chú anh chị khán giả đóng góp ý kiến thì ở đây Út Liễu cũng tiếp thu và cũng lắng nghe và cũng làm theo. Chảo gà mình nó cũng được, nó xong rồi chọn lại cái dùng cho rau găm nha. Cho hết phần rau găm này vô, rau găm nhiều nó mới ngon rồi đó nè. Thái Nguyên bây giờ chắc đói bụng hả Thái Nguyên? Xào để nó xè rồi nó xích ra được. Vậy đó, nó giữ cái rau găm thì nó còn được xanh. Dạ. Còn mình nấu ở trên bếp lâu quá, rau găm mình hồi nó bị đen. Mà cô chú nhìn xem hấp dẫn không bà cô chú? Thơm dữ lắm cả nhà. Mình xào cho nó săn lại mà cũng chừa miếng nước vậy đó. Có mấy cái khi mình đổ rau găm vô cái nó có nước đó, nó thấm vô rau găm, nó dễ xèo. Dạ. Cho ra dễ luôn. Này là ăn tới rau găm luôn á. Thấm không ba? Không. Được. Dễ hơi nhỏ. Món này hôm nay sẽ bắt cơm lắm nha bà cô chú.
Mình giúp hai dĩa để hai bên nữa nè. Rồi, còn bên dĩa cũng được. Cành mình cũng chín rồi nha cả nhà. Mình phải để hành. Hành mình để vô là nó đã chín rồi, mình muốn ăn cũng được hết. Không sao sống không quên. Múc anh nên nói anh tự dưng anh mới biết. Chừng nóng thì gia cảnh với đó nóng lắm. Con làm hai dĩa tô thôi. Thì phân ra mới được. Chia đều nha. Chia đều, xù đủ. Có cái mè em để lại vô chảo cho tao phóng đi. Cái xù đủ của mình nãy nó nhìn nó không có vàng lắm, nhưng mà giờ ông bà cô chú mình xem nè. Vừa luôn. Chờ mình viết ra đó là ok. Hấp dẫn nha. Giờ thì bữa cơm thì Hương, gia đình Hương Mã Non cũng đã làm xong, thì cũng mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng dùng chung với gia đình Hương Mã Non nha. Mời cả nhà ăn cơm chiều với gia đình. Mời ông bà cô chú ăn cơm. Có nhà ăn cơm nha, bữa nay con nó có nấu thịt gà với canh xù đủ cả nhà. Mà cả nhà ăn cơm ngon lắm đó. Tô mất tô này không thấy cả. Mình nói không phải, tại vì con hầm tô này thịt nhiều đấy. Con hầm xương với cánh thì nhiều. Cánh nhiều. Cái con hầm thịt thì còn là con kho hết rồi. Đớm gấp rồi hả? Không mặn mặn. Mặn mặn hả? Đớm hình như nó thích mày làm gì mặn mặn á. Ăn mặn ngọt ngọt. Nó thích. Rồi, mình cũng mời cả nhà ăn cơm với gia đình. Đó như giống máu rồi đó, nó cũng thích làm gì mặn mặn. Mặn mặn mình ăn với cơm. Dạ, mềm chưa cha? Mềm không? Ngon không? Mời cả nhà ăn gà kho rau găm nha. Gà mà hầm xù đủ cái nữa nè, nấu canh xù đủ này nữa nè, nó quá trời ngọt luôn cả nhà. Dạ. Xù đủ đã đang lọt rồi mà còn thêm cái nước thịt gà nó ra nó ngọt. Mình làm canh xù đủ này ăn mát không hơn phải không cha? Ừ. Đủ này nè, đó cha còn nhỏ á. Dạ. Bà nội ưa có làm cái xù đủ mà mình xào xào rồi chế nước cốt dừa vô đó. Nước canh. Mình nấu canh nhưng mà canh dừa. Nấu canh dừa. Giống như nấu canh dừa. Thôi vậy như nấu canh dừa là mình nấu canh dừa chuối thì mình nấu cho nó béo, còn canh dừa này kiểu mình nấu lợ lợ thôi. Và cái ăn với hay là cá kho hay là kho khô quẹt hồi xưa mình kêu bằng thịt cọp đó cả nhà. Dạ. Kêu bữa nay là đã cho ăn thịt cọp đó là ngon lắm. Rồi đây. Cái rau găm này mình làm gì cũng ngon nha. Mình kho gà hoặc mình gà làm gà xé phai rau găm. Thôi là mình ăn thịt luộc, thịt gói gỏi cuốn rồi đó. Mình gói có cái vị rau găm vô rất là ngon. Hoặc thịt lộn nữa. Hoặc gà nướng. Rồi mình nhắc thèm thèm ví dụ này là cả nhà thịt gà con rau răm nè. Rồi cũng mời cả nhà nha. Chuột kho rau răm. Ừ. Nãy ăn rồi Út Cường quất tầm vô. Cái bột mà chịu ra được mồi ngon nữa. Ngon. Nói chung là chuột ở đây á, ông bà cô chú cũng có nhiều, nhưng mà tại vì có nhiều ông bà cô chú là sợ á, cho nên ra gia đình con cũng không có dám quay. Mình quay là nó sủa đó. Dạ. Thì làm cũng được nhiều món. Chỗ hồi xưa thì Út ưa có ăn mà như là giả cày á, sao lắng, sao lắng gì đó, giả cày gì đó, rau lắng. Mình làm để đậu phộng rồi vô củ hành rồi chứ. Đúng rồi. Nhưng chó này nên nó sủa ồn quá, có ồn thì mong ông bà cô chú thông cảm ha. Mấy người lạ. Nhất là cái món gắn. Dạ. Mà sau này thời gian sau rồi Út Cường cũng ít ăn ở cái nhà nữa, nghe Út Cường không ăn. Chứ gắn ở đó mà Út Cường có nhiều là Út Cường hầm xả. Dạ, nhưng khi có gắn thì rồi nữa chứ. Thì rất dừa. Dạ. Mấy cái cù lẳng này kìa. Nấu nó vô nó bùng nó nhậm ra thì ngon. Thịt nhóc này rất cho đốm nè. Đây là thịt nè. Đốm thịt nè, đốm. Nó thích ăn cái mặn này. Ăn mặn hay thịt này, để lùi đi không? Nó thích ăn cái này, nó thích ăn cái này kho mặn mặn. Hình như làm hộp khẩu vị không mà cô chú. Cho nên là mà anh ba thích ăn lắm. Sao nó bớt cho. Chán rồi đó cả nhà. Hôm bữa cái món mẹ làm món gì, sườn hay gì cái gì làm chua ngọt đó. Dạ, ăn đâu 5 chén gì nữa mà. 3 chén.
Dạ. Tại vì cái tuổi này là bắt đầu là có tuổi ăn rồi đó, ăn mặn lớn. Đó Thái Nguyên cũng tầm tuổi này là 7-8 tuổi vậy nè. Là bắt đầu phát triển luôn đó, ăn được. Cho đủ nó mềm không? Cái xôi đủ này mình hầm cái gì ngon đó anh biết không? Giò heo á. Giò heo mình hầm xôi đủ cũng rất là ngon. Cái phần đó đi đám á. Đó còn thích nhất là giá phi á. Giá phi mình đi lại kiếm của mấy người mà thợ nấu á. Ừ. Là nấu nước súp hồi xưa hay ba cái xương đó. Ừ. Chưa bằng xương quách đó ha. Xương quách đó. Chứ ưa có để cái gì em cái gì vô cho nước nó trong cái củ cải ha. Củ cải muối. Trời ăn nó ngon, rất là ngon luôn cả nhà. Dạ. Ốc cường là chuyên môn là xin của mấy người thợ nấu đó cũng đó tại bằng đêm á, ốc cường có lên đi theo vú nè, đi theo cô Sáu nè. Đi nướng kim tiền đó, giá phi cái cô Sáu có múc cho ăn. Ngon dữ lắm. Ở quê à. Mình đi ra đồng, mình lao động, vô cái vườn tược mình đi dọn vườn, săn sóc vườn, hoặc cây trái gì đó. Về chiều thì mình làm bữa cơm mình ăn với gia đình nè cả nhà. Cảm thấy nó yên bình lắm, nó ấm áp trong lòng lắm. Tại vì nhiều hoàn cảnh giống như xa quê, xa gia đình á, nhiều khi đi làm công ty hoặc đi làm công nhân này kia á, về cái đầu rồi làm cơm ăn kia thui thủi à, nhiều cô chú cũng chạnh lòng lắm, nói là thấy gia đình hơn mà non á, còn cha còn mẹ rồi ông bà con cái vậy nè, mình ăn bữa cơm sum họp á, cô chú thấy cũng như giống như là thấy mà muốn được như vậy đó. Em bữa cơm cho ba. Bữa nay cho ăn tầm dốt ở cả nhà với ổi rồi ha, sáu ruộng. Đó là con bắt bắt ngắn ăn, gà con ít ăn, đưa gà con bắt ăn chó vậy. Vậy là có gì đâu ăn con. Đi mặn tối ngày tụi con ăn thiếu thốn nữa. Tầm đi á, đi mặn, hổng đi mặn á, ở nhà không có đồ ăn, không có gạo ăn luôn. Mà con cái nó không bệnh. Dạ. Mà miễn mà Úc Cường mà giác cái thằng đi mặn mướn cái á thì về là con bị bệnh Thảo Nguyên. Dạ. Thảo Nguyên là bệnh là xuyên suốt luôn. Hồi đó nhỏ là con bệnh nhất luôn á. Thảo Nguyên bệnh là tại vì hồi nhỏ Thảo Nguyên nó bị ban bạch. Ừ, ban bạch. Hay nấm. Giờ thì bữa ăn gia đình Hương Mã Non cũng đã dùng xong, thì cũng không quên cảm ơn quý ông bà cô chú đã thương yêu ủng hộ cho gia đình Hương Mã Non nha. Giờ thì cho gia đình con xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp quý ông bà cô chú trong những video tiếp theo. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú.